Xin chào các bác, đến với kênh YouTube của Hoàng Thống Mô Tô. Đây là Hoàng Thống xin phép hôm nay sẽ giới thiệu hai cái mẫu, đó là cái mẫu xe điện 4 bánh màu trắng và cái xe điện 3 bánh màu đỏ. Vậy hai cái mẫu này hôm nay Hoàng Thống xin phép giới thiệu nó có cái gì chung và những cái gì khác biệt với nhau. Đầu tiên là mẫu xe màu trắng là xe 4 bánh thì các bác là 4 bánh, còn còn chiếc xe màu đỏ là chiếc xe 3 bánh. Và cái xe này đều có cái điểm chung là đều có cái mái che nha các bác nhé. Hệ thống cần mái che này, hệ thống kính chắn gió này đều là kính thủy tinh. Đều là kính thủy tinh và có kiểu như là an toàn ấy, kính hai lớp đấy các bác, kính hai lớp đấy. Xin lỗi các bác là hôm nay ở ngoài Bắc ấy, thì là ở Hoàng Thống ở Lạng Sơn mà thì là trời nồm rất là nhiều, trời nồm ấy, các bác biết trời nồm là gì không? Đấy. Nó là hiện tượng kiểu như là nóng gặp lạnh ấy. Thì là cái này đang lạnh thì gặp trời nóng thì nó sẽ ngưng tụ nước lại, giống như là các bác đựng một cái đựng đựng nước đá trong cốc thủy tinh ấy, thì ở ngoài bên ngoài mặt cốc nó sẽ bám lại một lớp nước mỏng đấy, một lớp nước mỏng đấy. Trời nồm nó cũng tương tự như vậy, nghĩa là nóng gặp lạnh thì nó sẽ bị có sự ngưng tụ nước, đấy là trời nồm ở ngoài Bắc thì thế vậy các bạn đấy. Thì hôm nay Hoàng Thống xin phép và giới thiệu về hai cái mẫu xe này, đó là hai bốn bánh và ba bánh, có gì đặc biệt, có gì khác nhau. Với đầu tiên thì hai cái xe này, hai cái xe bốn bánh và ba bánh này thì đều được sử dụng cái động cơ là 800W. Động cơ 800W có V-size, có cầu sau có V-size và sử dụng động cơ có quạt làm mát nhé các bác nhé. Đấy, động cơ có quạt làm mát. Đối với mẫu limousine này thì chúng ta có gì? Chúng ta có ba ghế ngồi. Đấy, ba ghế ngồi. Hoàng Thống một mình cho nên là nó cũng sẽ hơi bất tiện một tí, mong các bác thông cảm nhé. Đây, mẫu limousine này chúng ta có ba ghế ngồi. Thì đây, ghế này rất là xịn sò, sang xịn mịn, sang xịn mịn luôn các bạn. Ba ghế ngồi, một người hai người lớn một trẻ con, sang xịn mịn luôn, hai người lớn một trẻ con. Còn nếu mà chúng ta đi một người ấy, thì chúng ta có dồn vào, có tựa lưng, có tựa tay rất là ok, rất là ok đấy. Còn ở xong này, phần sau này chúng ta có một cái cốp, cốp để đựng đồ, cốp để đựng đồ, chúng ta có thể đựng đồ và có chìa khóa luôn nhé. Thì đối với xe này thì chúng ta lại sẽ không được trang bị cái phần để đồ nhiều lắm. Ở đây chúng ta có gì? Chúng ta có phần hốc đựng đồ ở trước mặt đây, hốc đựng đồ ở trước mặt đây. Đấy, cái này thì chúng theo Hoàng Thống nghĩ là nó cũng không sẽ không đựng được nhiều đâu, nó chỉ cái dạng vừa phải thôi, không được nhiều. Nhưng mà cái phần cốp đằng sau này có thể tích lên có thể tới 15 lít, 15 lít đựng đồ. Còn ở đằng đây chúng ta có cái gì, cái phần cốc đựng nước, chúng ta có thể đựng chai nước hoặc là cốc nước ở trên này, đồng hồ LCD xịn. Ở xe này thì chúng ta đang thấy là có thể ngồi được cả hai người lớn một trẻ con và đều có mái che, đều có kính xịn, kính gạt mưa đầy đủ. Còn đối với mẫu này, hai mẫu này thì có sự khác biệt là cái độ chiều dài nó khác nhau nha các bác nhá. Về mẫu này là 2m2, còn mẫu này chỉ có dài có 1m75, cao 1m75, rộng 70 phân, rộng 70 phân. Hai mẫu này chung về cái chiều cao và chiều rộng, nhưng mà khác nhau về hệ thống 4 bánh và 3 bánh và cái chiều dài. Còn đối với mẫu này thì chúng ta ngồi được ba người lớn, ba người lớn nhé các bác nhé, ba người lớn. Và đặc điểm thứ hai nữa là cái tì tay này, tì tay này chúng ta có thể muốn lên xuống ok. Đó, rất là tiện lợi.
rất là tiện lợi. Đấy. Đối với mẫu này thì vẫn sử dụng cái động cơ là 800W và đều có kính hai lớp, đồng hồ điện tử thông minh, tăng chậm. Ở đối với cái xe ba bánh ở bên kia thì tăng chậm thì chúng nhà máy đã phát triển là thành cái hệ thống là ba chế độ nhanh chậm khác nhau, chứ không phải là đây chế độ ba chế độ nhanh chậm khác nhau đây, đây thấp nhất, trung bình và nhanh. Ở đây có tiến lùi, đây là P. Khi mà bật điện lên ấy, chúng ta ấn P thì mới hoạt động được, mới khởi động được. Còn đối với mẫu này thì cũng khá là cải tiến. Đây là cũng có tiến lùi này, tiến lùi này, P này, rồi là nhanh chậm thì nhà máy để ở đây. Đấy, giống như cái volume này, đấy, nhanh chậm là ở đây. Đèn tạt mưa rồi còi, xe nào cũng sẽ có còi. Thì đối với xe này thì chúng ta thấy là cái phần để đồ của nó cũng khá là nhiều. Đây các bạn thấy không? Đây, ở đây để đồ được này, ở đây để đồ được này, và phía sau này nữa. Phía sau này chúng ta để đồ cũng khá là tiện, thể tích nó cũng khá là lớn. Số đằng sau này để đồ phải được hơn 20 lít, thể tích phải hơn 20 lít. Đấy, đấy là vài nét so sánh sơ lược về hai cái mẫu xe mà ba bánh và bốn bánh hiện tại bên Hoàng Thống đang cung cấp. Đó là mẫu bốn bánh thì Hoàng Thống, bên Hoàng Thống đang bán với giá là 41 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa có phụ kiện. Nhưng theo xe chúng ta là có gì? Gương sạc, 5 bình ắc quy đầy đủ, chưa có áo mưa thôi. Đấy, IC như này, gương sạc, 5 bình ắc quy. Hoàng Thống đang bán với giá là 41 triệu tại cửa hàng. Còn đối với mẫu này, 5 bình ắc quy, gương sạc đầy đủ, Hoàng Thống đang bán với giá là 31 triệu. 31 triệu cho mẫu xe 3 bánh này, 41 triệu cho xe 4 bánh này. Nếu mà các bác quan tâm, liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống để biết thêm chi tiết hơn. Hoặc những cái mẫu nào bác đang quan tâm để hay liên hệ với Hoàng Thống để Hoàng Thống có thể quay một cách chi tiết hơn rồi giới thiệu cặn kẽ hơn. Bởi vì có những chương trình như này ấy, thì Hoàng Thống cũng không thể nói được hết nhé. Mong các bác ủng hộ và chia sẻ những video của Hoàng Thống. Cảm ơn mọi người. Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.